Sản phẩm cả nông cơ công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bút Sau huyện Tuy Đức thì đến đầu số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa Estin 241C, hiệu này là hệ cưa khai thác các bác nhé. Đời cao có xả áp. Con này đời cực kỳ cao luôn các bác ạ. Công suất của nó là 42,6cc. Đó, sinh năm của nó là 2015. Máy móc nguyên zin nguyên bản, hàng chuẩn Nhật nhập về luôn các bác nhá. Quay tổng thể của nó luôn các bác, đời cao con này có tích hợp của nó là nắp xăng cài rồi. Mấy cái hệ đời mới như bây giờ đa số toàn xài nắp xăng kiểu như thế này rồi các bác nhá. Ốp lam nguyên zin nguyên bản hết của nó này. Con này tích hợp sẵn nó là lam Latin luôn. Cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản này ạ. Lam Latin. Mặt tiền của nó thì quá VIP luôn rồi các bác nhá. Lốc là lốc nhôm luôn, cực kỳ chịu lực chắc chắn luôn. Tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác tiếp luôn các bác nhá. Đấy, con này thì nói chung là được cao, đến nó thuận tiện dễ dàng sửa chữa, linh kiện thay thế thì rất là nhiều. Mà hệ Estin thì công suất của nó thì cực kỳ VIP rồi các bác nhá. Estin 241C có thắng xích luôn cho các bác. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên, lam của nó là lam 50 mặt cắt 45 các bác nhá. Làm Latin nguyên zin theo máy. Hệ Estin 241C siêu VIP và chất lượng xả áp nó ở đây các bác nha. Xả áp đây ạ. Máy móc quá VIP luôn các bác nha. Có một cái phần tản nhiệt này nó bị gãy mất rồi. Nói chung là hệ máy cũ mà. Mấy cái đấy thì nó là bằng nhựa ấy à. Thì cũng không tránh khỏi được cái va đập. Nên là đôi khi nó có bị gãy vài thanh, mà nó cũng không có làm ảnh hưởng gì đến cả máy móc sử dụng các bác nhé. Tổng thể cái máy này nó cũng quá là đảm bảo rồi. Nên là các bác nào muốn đặt hàng con này rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Máy móc thì cam kết vẫn như mọi khi thôi, cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản, nòng bạc chưa bung, máy móc chưa thay thế linh kiện. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, uy tín là vàng các bác nhé. Quá VIP một lúc không các bác. Cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa mà muốn khai thác keo đồ linh tinh, về nhà mà xẻ vén bình thường ấy ạ. Con này thì có thể kéo được khoảng tầm 56, 57 đồ về các bác nhá. Tầm 56 đồ về là quá là hợp lý rồi. 57 thì đôi khi nó vẫn còn tải được, nhưng mà nó cũng làm giảm độ khỏe của cây máy xuống. Nhưng mà hợp lý nhất là kéo khoảng tầm 56 đồ về. Đấy, nên là các bác cân nhắc kỹ. Nếu mà các bác nào mà có nhu cầu sử dụng gia đình mình thì nó cũng vừa phải thì các bác cũng lựa chọn được con này các bác nhá. Con này thì nói chung là cực kỳ chất lượng luôn, vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe. Sử dụng của nó hệ Estin có không phải lan tan gì cả. Linh kiện sửa chữa cũng rất là nhiều, bởi vì đời con này thì nó sản xuất tít tận 2015 mà, nên là linh kiện của nó sửa chữa thì nó vẫn còn rất là nhiều trên thị trường các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,7 kg. Còn cả lam xích con này thì nó khoảng trên 5 kg. Thôi, cửa hàng chúng em xin phép và test nổ video con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn các bác nhé. Còn các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em, cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Sóc này của nó là nhún giảm sóc lò xo này các bác, bao bền cho các bác luôn. Đôi khi các bác sử dụng có thể em nghĩ là hỏng cây máy này thì bộ giảm nhún của nó thì vẫn chưa hề xi nhê gì luôn các bác nhá. Mà máy móc thì những cái bộ giảm nhún lò xo này rất là bền, cũng như là cái độ công dụng của nó thì rất là hữu ích. Khi các bác sử dụng thì mỗi cái phần cục máy này rung thôi, còn riêng về phần tay cầm mà các bác động chạm vào thì bao cho các bác cắt cả ngày không xi nhê gì các bác nhá. Tổng thể cái máy quá VIP và chất lượng. Rồi, các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Giá hiện tại thì con này bán với giá là 5 triệu đồng các bác nhá. Đó, 5 triệu đồng cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rốp và một tua vít chảy. Làm mà làm nguyên zin theo máy rồi. Các bác nào mà nhu cầu không cần thay làm thì sử dụng làm nguyên zin của nó thì bao cho các bác bền cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép gửi lời chào thân thương đến các bác đã theo dõi video của cửa hàng chúng em. Ở cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.